Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Hôm nay Ngọc có mua đồ này về để mình tiếp tục uống bánh tráng ăn cho ngày hôm nay các bạn ơi. Đây có nem nướng nè, đây có chậu tôm nè, đây có bò lá lốt nè, còn gì nữa không ta? Không, chỉ ba cái thôi. Này làm nguyên một dĩa này để cuốn bánh tráng cả gia đình cùng ăn luôn. Bên cạnh đây thì có rau, dưa leo, rau trong vườn, rau ngoài chợ. Có thêm hành phi, ố lộng, hai mỡ hành, đồ phộng. Wow, nguyên một cái chảo luôn, thơm ngon. Nào là chảo tôm, nào là bò lá lốt, nào là nem nướng, đúng bài luôn, đúng bài của cuốn luôn. Hôm nay là ăn thật. Dạ. Mẹ cho con ngồi chứ, chơi cục vàng của mẹ mà. Mẹ ơi, mẹ lấy cái ghế con. Ghế, cái ghế con hả? Ok, cái ghế màu đen này nè, đây mẹ lấy cho. Ủa là màu trắng chứ. Màu trắng cái ghế này là con ngồi thoải mái nhất nè, ngồi đây cho mẹ. Ba ngồi đâu? Ba ngồi gần con luôn. Rồi con ngồi lên trước đi. Con dẻ. Ừ, rồi con dẻ đi. Con vừa dẻ, con vừa coi bà ngoại cắt này nha. Ngoại cắt cái này con thích ăn lắm. Mới vừa cắm xong á cô chú, mới vừa cắm xong á. Con đi bơi xong. À bơi chứ không phải tắm, bơi. Bơi xong rồi tắm luôn hả? Đúng rồi, bơi xong đi đó. Xong rồi vô nhà tắm lại. À, bà ngoại gì bà ngoại sắc ra nè. Bữa nay không có có cái là mình không có cái nướng giòn giòn me. Ừ. Nướng giòn giòn đó thì thường thường á là mình làm bằng cái gì quên ta? À, cuốn chả giò. Cuốn chả giò đúng rồi. Mà bữa nay mà cái đó bữa trước mình có, cái mình dọn nhà qua đây cái mình cho. Xong rồi từ bữa mình qua tới bữa nay thì mình không có ăn cái gì liên quan đến chả giò hết nên chưa có mua lại. Hả? Mấy cái này thì thôi mình để vậy này. Hai cái này nên cắt làm hai không ta? Không, cái này thấy cái đó tròn tròn cũng bự quá. Đó mình cuốn ít ra. Còn cái này thì con nghĩ là để luôn. Để luôn. Rút cái cọng nó ra thôi. Nhưng mà con nghĩ mình nên cắt không ta? Hả? Rút cái cọng nó ra mẹ. Chúng cắt vậy ta, cắt vậy cho dễ lúc. Đó. Chút mình cắt vậy nè. Này thân mía luôn ha. Con dễ mẹ. Ok mẹ coi con dễ. Mẹ nghĩ con dễ cái gì con chưa xong. À, con chưa xong mày nghĩ con dễ bông hoa. Không mẹ con chưa xong dễ. Thôi thì con nghĩ mẹ đoán, con nghĩ thì mẹ đoán. Con hỏi mẹ nghĩ thì mẹ đoán. Mẹ nghĩ thì mẹ đoán. Gái đi học ngoan lắm. À, dễ cây kem. Không có. Biết rồi. Nhìn cái đó giống cây kem lắm, cái kem còn ăn kem còn dính miệng kìa. Con người gì mà thích kem quá. Đi chích ngừa nè, đi chích ngừa mà sao hôm nay bữa nay này nó sưng lên đỏ luôn rồi nè. Y như mũi chích vậy á. Chích 3 mũi luôn á. Ngon. Wow. Thì Quỳnh mới mua bộ dao này. Mẹ nói không có nhà nhiều dao quá mà con mua làm chi nữa mà ai nhà ngon. Làm cái gì sắc cái gì nó cũng ngọt. Ngon lành luôn. Ủa ba? Ngọt như mấy lùi ha. Ngọt như mấy lùi. Gì cơ? Ủa? Rồi vậy với này không phải dễ kem mà dễ unicorn quá. Không có unicorn. Thì cái kem mình con mèo. Không có unicorn. Ngoài lấy thêm sắt ra. Sắt ra cái thành cái viên á mẹ. Cái con lấy đồ cho nó ghim vô nó cắn nè. Nhỏ hả? Con chay á. Đó. Con ghim vậy đó. À. À, bây giờ ngon rồi, cái bây giờ mình sẽ bỏ lên mỡ hành. Ủa lộn, đúng rồi mỡ hành. Thế cho nó có màu sắc xanh xanh để cho con đẹp. Bánh tráng thì cũng ngâm rồi, bánh tráng Quảng Nam. Ngâm sẵn rồi. À. Rau, hai dĩa rau ngon lắm. Yeah. Rồi, nghe mẹ, đút cho em bé nữa nè em bé. No. Rồi. Hello, xin chào mọi người nha. Chào cả nhà. Mời mọi người cùng ăn cái bữa cơm gia đình trong ngày hôm nay nha. Mày làm bánh cuốn nha. Bánh cuốn nem nướng. Cuốn nem nướng. Nay nhiều loại thịt ha. Mà thập cẩm luôn. Yeah, thập cẩm luôn. Đây. Where's the crispies? Quá dữ. We don't have it today. Thì Quỳnh hỏi cái bánh mà giòn giòn đâu. Bánh giòn mai nó có còn thiếu món đó. Ảnh hay chứ. Rồi quay cái món đó mà.
biết sao không, hôm nay mình không có ăn cái món gì mà tới cái cuốn chả giò hết nên nhà mình đi chợ không có nhớ mua đâu. Dạ. Bữa trước có mà cho. Dạ. Cho hết. Và hôm sau we came here like we didn't eat anything that. Rồi. Mời ta xuống dưới mặt. Wow, hai chị chồng bên đó nè, em ba mẹ bên này. Rồi, ok. Chia leo ra làm đôi. Mời ba mẹ, mời tất cả mọi người. Xin mời tất cả nhà nghe. Sắp lên cho đẹp vậy, cuối cùng cũng được. Rồi, mẹ dư đủ hả? Rồi. You will want me to make more. Yeah. Đây là lần đầu tiên thì mình ăn bánh tráng. This is a different type of rice paper. Okay. It might from the central of Vietnam. So which one you want? You want the balalok or this? Both? Or just the one? Thấy không ngồi không? Ngồi vậy là hết rồi, hết cửa rồi đó. Rồi. Miếng rau sao ngoài cũng nhanh dữ không ạ? Mẹ ơi, nước sao rồi? Mẹ lấy cho. You want some cucumber? Rồi, xin mời cả nhà nghe. Cho ông chàng quá khác hả? Cho chồng một bánh ăn thử. Nhắm cái thêm miếng nữa để nó khô. Cái hào bánh tráng của miền Trung là như thế nào? Chấm đi con, chấm cho biết. Bánh tráng miền Trung ngon lắm. Rất no crispy, no vermicelli hả? Rất là ok. No vermicelli. Không vậy. What are you doing, Jay? Hey, baby, eat. Ăn thử cái chảo tôm. Mình có cây quế với lại rau ở ngoài. It's sweet. Ngon quá. Right. The thin one right there. You eat it as you at the same time before you dip it into the water before you eat it. This one you have to dip it way before the water. You wait until it's really like soft. Đi Quynh mình nó về đại lập cho ta. Chưa mà. Ba đi Đà Nẵng nhưng mà vô tới Bà Nà rồi ha. Thôi tới Bà Nà đi chứ chưa về. Tới Bà Nà chứ về Đại Lộc. Ăn bánh tráng Đại Lộc. Thì có mấy cái con gấu này thôi mà mẹ thấy con hơi bị trộn rộn rồi đó con. Ăn vô con. Rồi, ok. Mời tất cả mọi người nha. Ngon. Ông ngoại chay chấm mắm nêm. Chấm mắm nêm. Chấm mắm nêm cũng hợp quá nha. Đúng luôn, đúng hàng luôn. Chấm mắm nêm cũng hợp. Mấy nước. Cái món này mà thường thường ăn á, mà còn thấy người ta chấm này nè. Nêm nướng á, thì người ta chấm cho cái sốt của cái nêm nướng. Dạ. Xin mời nha, xin mời cả nhà mình nha. Bò lá lốt á thì người ta chấm với mắm nêm. Còn chảo tôm thì ăn chấm với mắm mắm. Ba cái món rồi còn tay ta chảo dẹp. Thường thường người hàng bán vậy á. Ngon. Mà có em bé à? Em bé lên em bé làm đủ thứ trò á bé. Ngoài vậy học ngoan lắm, bộ chú à, tôi quá. You're gonna spend most of this episode just getting ready to sit down. Nói chung quê là có món này nó dễ ăn. Dạ, nhưng rất là dễ ăn, chấm gì cũng được hết. Mà đi chỗ nào cũng có cái món này. Mà cái món này anh nhớ nhất là hồi trẻ mà anh đi làm ăn là anh biết ăn ở đâu ngon nhất không? Quảng Ngãi. Võ Tánh, Quảng Ngãi 72 Võ Tánh. Nên mình nói rồi mà các anh chị nào mà tuổi mà cỡ như ngang mình á, mình nhỏ mình mấy tuổi á, món nào ta? Món nào? Này này con. Ba món này đúng hả? Ừ. Ba món này có cái nem nướng đây con. Có nem nữa. Ờ nem đó đây nè. Đâu ạ? Ờ cái nước chấm đúng rồi, con nói đúng á, cái nước chấm trời ơi nó ngon. Nước chấm làm sạch 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 đó mọi người. Ở ngoài Quảng Ngãi người ta làm sạch sạch đó. Mà trong cái nước chấm đó là có đậu phộng để thả lại con. Đúng rồi đó. Rồi đó. Trời ơi. Đó, hồi đó là bà ở Quảng Ngãi rồi chiêu mong lâu lâu thì ăn cái đó. Cho bà mẹ. Ngồi cho nàng thơ ngồi với đứa chị nào mà ở Quảng Ngãi nha. Đó. Đúng đúng rồi. Cái nước chấm nó sạch sạch giống như là mình ăn bánh bèo vậy.
sạch sạch đó, nhớ rồi, giờ mới nhớ rồi. Chị nào ở Quảng Ngãi thì biết bánh cái này ở đường Võ Tấn, 72 Võ Tấn. Giờ còn không không ha, chắc hết quá. Có khi cũng lâu, lâu quá, có khi cũng thay đổi ha. Được, đối với cái xăng đi vô, đối với cái xăng đường con Trung đi vô mọi người. Còn mọi người không mua chứ người. Cái mùi nó là cô cay. Cái mùi làm cay hả? Khỏe. Cái mùi làm chuẩn bị làm cay có còn mang nữa. Cái nước sốt đó là cái nước sốt là truyền thống của Nha Trang luôn á, màu cam cam. Nước họ làm như ấy ngon dữ lắm. Làm sao mà để ăn thử chế biến nó ngon hết sức luôn. Đó, còn hai cái này vô đi. Cái gì đó nè. Bộ lá lốt. Để ăn cái chỗ này với lại cô cái chỗ Quốc Hương được nhà mình chỗ nó ngon ha. Cái này mình nướng lại thì nó có ra nước bằng cái bên Quốc Hương. Nhưng mà bên Quốc Hương ăn rất là ngon. Ngon con? Rồi. Ok. Baby, xay dạ ngon ba. Dạ ngon ba. Ok rồi. Ok. Dạ ngon ba. Nói vậy để chân trai nó học theo. Đúng rồi. Thường nhất là gặp ba ơi. Thường nhất cái đó luôn. Nói nhiều nhiều lúc tưởng mình có con bụng không ấy, con ngọn không chứ. Nói mà cái tiếng giống y chang như là em bé kêu vậy đó. Thường kêu cái gì dạ ba ơi. Thường. Dạ ba. Mình kêu mà mình kêu mình phụ làm gì ba ơi. Bò lá lốt ở đây cũng được, nhưng mà cái kích thước thì không bằng bên bên của chú Hương. Yeah, that's what I thought the shrimp piece was, the brown dry cheese. Huh? That's what I thought the shrimp. Did you try it? What's that, the shrimp piece? Yeah. No, it tastes really good. Try it. Ăn thử cái chảo tôm đi, chị Quỳnh nào giờ chưa ăn chảo tôm. Chị Quỳnh nó nhìn cái chảo tôm giống như là cái miếng mà giòn giòn mà người thích á. Mà người không phải. Mình nhớ bữa nằm đi mình cũng mua cái đó về để dặn trong nhà có ăn chả giò có cuốn. Giờ mẹ còn ở với con mẹ còn hay cuốn cuốn chứ hồi trước này mẹ không có cuốn ít cuốn lắm. Ví dụ như thịt luộc á thì mẹ chấm mẹ ăn cơm không cuốn. Giờ thì cũng có hay cuốn. Trong cây rau mẹ thấy có rau cần thơm ghê không? Ủa không phải cần. Ngọt. Có ngọt thơm mẹ. Thơm ghê á. Cuốn ngọt thơm á. Hồi đó mẹ đâu có biết ngò là ăn sống rồi cũng thơm cũng ngon. Mình nghe luôn à? Không, mới biết vậy đó. Nói con yên tâm tin đi mẹ. Mới biết. Mẹ biết ăn sống. Mới biết đây để coi đi Đà Nẵng á. Cái nhà bác hai á, cái bác hai làm bánh xèo, cái kêu ba mẹ qua ăn cái nhà bác hai ăn rau nhỏ thì không có để cho tới lớn đâu. Cái thấy ở trong rau có ngò, có rau dắp cá, có này kia, mẹ mới biết á. Cái thấy ăn cũng ngon ngon, cái rau này. Rau này làm sống hay là ngò. Before you, while you're napping, before you went swimming, yeah. JD had a wing and I had a wing. Are you not eating? Yeah. Wing? Wing. Oh. Chị Quỳnh hồi nãy con ngủ rồi, lúc con ngủ rồi chị Quỳnh ăn rồi hả? Hai cha con cánh gà, chay. Đúng rồi. Để chị thấy giờ ngồi ăn cái đó. Cái dậu. Không có săn, hăng sai, hăng hái. Có hào hứng. Yeah. I had a bunch of bao la lốt and I just, you know. Có tâm hồn. Nãy giờ ăn hai ba cuốn bao la lốt rồi. Không có cũng bảo lúc nãy bự ghê vậy. Bự dữ sợ. Nè chi no wonder đưa đó cho ăn. Ăn được nhiêu ăn rồi chơi thôi. Không ăn rồi chơi thôi. Ăn được nhiêu ăn. Rồi hai cha con là nãy chơi nó cũng ăn được gà nè. Ăn cánh gà kia. Ăn cánh gà bao đó là. Thì cũng được. Rồi vậy cuối cùng là mẹ mới biết ăn cái đâu cần chị thường thường mẹ ăn này là mẹ đêm thôi à. Yeah, collect those green things. Biết ăn không được. Ngộ ha. Bây giờ con mới biết không ạ? Với mẹ là biết không hả? Ít ăn rau đúng không? Ít ăn rau lắm. Cho nên nó hả? Không có ăn. Ít ăn cuốn rồi đó. Còn thường thường rau ngò này mình niêm chung với canh với đồ á. Canh với đồ nhiều.
trời. Bởi vậy đâu có phải cái gì mình cũng biết đâu mày hả? Ừ. Những cái gì điều mà mình tưởng là đơn giản nhưng mà cũng có đúng lại không có biết. Có biết đâu không? Hồi nhỏ là mẹ cũng không ăn hành giống như con vậy đó. Đúng không? Mà không nói chung bây giờ ăn nó tốt. Cơm á là không bao giờ mẹ ăn rau sống rau thơm mà chấm nước thịt nước cá để ăn cơm. Nói tóm, nói tóm lại là có chồng miền Trung là biết ăn hết. Rồi cái á chỉ có là mình ăn bún bò, ăn phở, ăn đồ thì mẹ cũng mới có ăn rau. Rồi sau này mới có ăn, mới có quen chứ không. Rồi ở dân ngoại là mẹ không ăn rau. JD wants a haircut too, so baby. Vậy là con gì con giống mẹ rồi ha. Tính ra cái nem này là mình ăn từ bữa mình nấu order này nè. Cái về bên Michigan xong Việt Nam nay mới ăn lại nè. If you go to school tomorrow, your haircut is like. Cái ở Việt Nam gì Việt Nam gì có đem cho mình tặng mình nè. Ai mà? Gì ở Bình Dương. À. Phải không? Ba mẹ nhiều phải không? Ba mẹ. À có. Có hả? Có mạng nhớ. Có làm video luôn hả? Có. Ủa, anh hay nữa. Có, phải nhớ, có cả hai. Bữa bà bì cho mình cuốn cái bì á. Mình cuốn nó đập ha. Món đập thì chứ. Cho cuốn nó quá ngon luôn. Nào giờ mới ăn luôn. Rất là ngon luôn á, này cũng ngon quá, tuyệt vời. Lấy bánh cắn thêm không? Lấy chứ, để lấy mấy cái này. Cú ngon nhờ mắm tôm của bà không bà? Nhờ mắm tôm. Gì qua mắm tôm vậy? Cú ngon nhờ mắm của bà không? Nèm. Mọi người coi kênh con hàng ngày để cho mọi người biết là con thích ăn gì luôn. Cú mình ăn cái gì đó mình làm hoài. Chà bữa nay cũng nhiều rau nữa à. Giờ biết ăn rau. Ăn rau tốt mẹ. Mà mẹ có thấy nuối tiếc là tại sao ngày xưa mình không ăn rau không? Bởi vậy mẹ nói á, con nít á mà phải ép mới biết ăn rồi mới quen. Chứ còn á hồi xưa bà ngoại đâu, bà ngoại bệnh nội chỗ gì đâu có ép đứa nào ăn được cái gì thì ăn, bà ngoại không có ép được đứa nào hết á. Nên á ăn được cái gì thì ăn, nên á hả đâu có biết ăn đâu. Hủ qua cũng vậy, mỗi lần mà đi học về thấy ông ngoại làm hủ qua là dì Tư làm hủ qua là khóc à. Giờ ăn không được á. Không được rồi, cái ghét quá, thấy món đó là khóc à. Trời ơi, cuối cùng giờ về thèm hủ qua. Lại quá, lại qua. Sợ không? Về Việt Nam mẹ nhớ mày làm nguyên nồi hủ qua không? Ở sao? Ồ, giờ mẹ thích hủ qua hầm lắm à. Dạ cái món đó mẹ thích. Mà sao con tới giờ con cũng ăn không được? Ngộ gì chứ. Ăn nhân hả? Là làm gian cái nhân thôi chứ còn ăn của qua không được. Hồi đó về Việt Nam nhìn cái cát của qua với lại ấy thì nhìn đẹp lắm đúng không? Nhìn tưởng tượng mình muốn cắn vô một cái nhưng mà chấm nước mắm á. Nó mềm. Cắn vô một cái nhưng nó đã, nhìn tay cực kỳ luôn. Nhưng mà lại không thể nào ăn được. Bởi nhiều cả nhà mình để ý thấy nhà mình hầm hủ qua lúc nào cũng có giò heo hay là đuôi heo đó để cho ăn ngọc đủ ăn chứ nó không có biết ăn ăn hủ qua rồi cái ruột nó cũng không thích ăn nữa nên là hầm hủ qua lúc nào cũng có giò heo thì Huynh nay lên ngồi chung nhìn không ổng ăn chung nhìn cũng buồn heo á. Phải ăn chung cho sôi động điện chung đó ra ngồi buồn heo à. Yeah, I wish you could eat with us together so it could be like more fun. Oh yeah, lát hãy hát bài đi. Hát bài cho nó vui. Sing a song. Oh, okay. No, I just when I went into the pool, which water got my nose? Now my water's all, or my nose is all stuffy. Hãy đi mới đi bơi với anh trai xong giờ
đúng rồi, nước dính nước vô mũi hết rồi, nên là ngồi núi đưa thôi cho con bơi cũng có tiếng đồng hồ không. Ngoan không biết cơn gió nào đưa nó lên đây đó. Nha. Ngồi ngoan ngồi im. Bơi bơi trong đó. Phải học về thứ ngoan nữa nha. Có được ngang nữa nha. Học về thứ ngoan thôi đó. Yeah, other one was for game too. No, that was the beauty stick game. Yeah, building arts and crafts. No, this is not. No, it's a little kid. Đưa mà. Ừ. Nghe cảm xúc mà không có nghe nói là cái vui buồn vậy đó hả? Không biết nói gì. Không nói nào vậy. Im lặng. Là nè. Chắc là làm hai dĩa cuốn hả? Nè, ba kể nguyên, ba kể nguyên bự vậy ba quá ngon. Không biết mà cái bự quá nên mẹ cắn. Mà chắc là làm hai vậy cũng không? Mà sao đi học về cái hỏi đưa đưa cũng chả có quan tâm gì tới nó nhiều luôn. Giống như là cái đó là chuyện mình đã làm nhiều lần rồi. Hiểu không đó không? Mà không có nói không nhớ mẹ, không vô đó không buồn. Mà cũng không nói vậy. Like she literally had no comment on go to school. Yeah, I know. It's just like she knew that, like I feel like she gone to school like For a while, like she's just like, yeah, it's boring, it's school. There's people. There's there. Nothing to comment about it. I had to be there. I had to be there. Okay, don't make a mistake. Guess what? You had to be there every day for the rest of the year. Okay, bên này mày thấy ba nhiều không? Except the weekend. Quá nhiều luôn. Để cho từ ba nó lén lén lên quay video. But see, the thing is, they don't give her any homework. They gotta give her some homework that she has to do. Oh, yeah, she do hết rồi. Cái tờ giấy màu xanh xanh hồi chiều này đâu hả? Để trên bàn này nè. Cái tờ giấy đó quan trọng á. Nó mất cắt tao đấy. Đây nè. Tờ giấy đó đúng rồi đó. Lúc lúc. Thì đó, bà nói cắt cái đó đó. Phải đem cắt chứ. Đưa cho tao nó coi. Đưa cho tao cắt là khỏe. Trong nhà trường cô cần cái gì cần cái gì. Oh. Please bring 5 items and put it in this bag and share it. They must fit in the bag. Tại đi học giống như cha ba đây học hồi xưa. Must bring mình đâu biết gì đâu. Things đâu biết mình đây học sao. Photos about your family, pets, favorite food, favorite color, favorite animal, favorite book, favorite song, favorite activity. Bring your bag next week. Đây này. Oh, we can do magnets. Đây. Cái cô đó cô nói á là tuần sau á là đem 5 món đồ mà gắn liền với bạn. Mà 5 món đồ đó phải đựng vừa trong cái túi này. Đem theo để lên xe cho cả lớp. Một á là những gì đồ liên quan tới gia đình. Hai là liên quan tới con vật. Ba là đồ ăn. 4 là màu, 5 là cái loài vật nào mà thích nhất, 6 là cuốn sách, 7 là bài hát, 8 là những cái gì hoạt động gì đó. Hả? Đem vô bỏ vô giữa túi này nè. Trời, lên lớp cây bỏ vô. Trời, không có nhét con hơn người Google. Đi coi nhét con này vô đây nữa. No. Nó ghê dữ mà, nó rất là mực rồi con. Rồi lên chia sẻ. There's giờ gotta mà, be 5 things that can fit in the bag. Tới giờ mà tới all giờ. All 5 have to fit in it. Mommy, give it to me. Mà kỹ lên á, trong cái bịch xem đem theo về luôn. Tới giờ mà đi lên á, dạ nói dạ thưa cô, con này là con ở nhà em hay chơi, em hay ôm, em hay ngủ. Con này nó tên là gì? Hả? Chơi vậy á, hiểu không? Không ăn dưa hả? Ba theo thấy cái con cũng thích dưa lan nhiều. Không, một bữa ăn đây quá con miệng. Ngon chứ. Yeah. Ba loại khác nhau, mình có cái sự lựa chọn. Con mới nói là kỳ, có lắc kỳ meo liền ha. Hồi nào giờ á, đối với Ngọc á, thì chảo tôm thì nó cũng bình thường thôi. Chứ không phải là một cái món mà Ngọc cực kỳ thích.
nói chung là ăn này cũng được thôi, không có gọi là đam mê thì không có đam mê, đam mê chọn tương thì không có. What did you say, baby? Lucky out, Lucky out. She could bring like the leash, Lucky's leash. She could bring a magnet from where she's been to Vietnam, so she can bring a magnet. Oh. Vietnam. She can. Đó, đi lên kể ra làm con gì Việt Nam này, các mắt cái mắt địch này là hồi đó con mua bên Việt Nam qua nè. Việt Nam là nơi mà mẹ con đã sinh ra và lớn lên. Đó, vô giới thiệu với cô chú không? Việt Nam là quê ngoại của con. She has to know what she puts in there and she has to know how to tell everybody. Nói chuyện với bạn. So it's your project that you are responsible for. You got homework, Jamie. Nói chuyện với bạn là con nói là mình có hai quê. Here, let's stop this for now. Quê ngoại mình là ở Mỹ nhưng mà quê ngoại thì ở Việt Nam. Mình có đi Việt Nam rồi. No plan, you got homework. Mình có về quê ngoại mình rồi. Homework, right? It's next week. Yeah. Mười mốt mà chay lớn lớn một chút nữa cái bạn chay nói trời ơi, bạn chay quá sướng luôn. Yeah. Rồi đi về Việt Nam đi quê ngoại. Why don't you want to play on the? Chay sướng quá. Okay. Too boring. You mean because you got to play yourself and daddy's not playing for you? Yes. Mấy đứa mà nó đẻ ra đây đâu bao giờ đi xa dữ vậy đâu. Dữ lắm rồi nó đi muốn một tiếng một hồi nước khác thôi chứ không mà không muốn ăn nữa đâu bạn. Thấy chạy đi Việt Nam rồi nó khoái nha. Ướt gì nó lụt đi nha. Thôi nó sướng. Daddy, I want to tell you something. You can mommy alone. I see your face. What? Tôi kể Việt Nam như thế nào ha, cho bạn nghe ha. Lucky out or he's gonna continue to cry. Tôi kể rồi đi ra ngoài đường hay chơi. Don't let him out the front door, please. No, I don't want him. Please. Okay. So what do you think about a rush paper? You like it or you like another one? I like the other one. But you know what? I'm just used to the other one. That rice paper is like that one if you wet it twice, or you add two of them stuck together and wet it twice. Là bánh tráng là giống gọi là gì ta? Bánh nếp hả? Mì hả? Gạo nhưng mà gọi là đặc sản. À, đặc sản miền Trung nha. Nhưng mà nó hơi khô. Có khi làm tay ở đâu quá không con? Không, không phải. Yes. Tại vì làm bằng gạo. Dài quá dài. Nó hơi khô. Nó hơi khô. Chứ ăn cũng ngon. Dày. Did you see the other little girl throw that ice cream cone and you learned how to draw? Yeah. Look, you didn't used to draw ice cream cones like that. No, that's a cat. Bữa nó đi chùa mà. Mm. Lấy cái bé kia không? Dễ cái kem mẹ. Dễ dễ bắt chước dễ kem. Ok. Bữa giờ dễ còn dễ cái kem không à? Ừ, cái à. Đi á. Đem âm cần đeo gì la. Đi ông ngoại la, bà ngoại la, đem theo cầm kền mà mục đích đó đem theo tới chỗ đó có bạn bằng á. Đấy cho đỡ buồn, cho bạn mẹ chơi. Ơi, mẹ chung. Ơi, con bỏ cái này ở trong rác á. Mẹ không có biết đúng không? Không biết luôn. I put this in the pack. And you didn't remember. Quay qua Ngọc nói tiếng gì, quay qua bà nó nói Ngọc. Mẹ vừa tính thôi. Mẹ ơi, mẹ ơi. But the question is, did you take that out and play with it or it stayed in the backpack? No, I put hay it. Quá hay vậy chứ bộ. Mẹ ơi, mẹ cầm mẹ bỏ con dặm vô mẹ. À mà để luôn rồi ha. Mẹ cho
ba nó gọi nó không bao giờ lúc nào cũng mẹ khổ khổ ba ngồi kế bên không làm gì nữa speaks Vietnamese so I don't know she's asking you for help yeah everything vậy là mọi người thấy là không ăn bữa ăn hay ngon cỡ nào là mỗi người mấy cuốn làm sạch sẽ hết rồi luôn. Cảm ơn mọi người rất là nhiều đã theo dõi cái video clip ngày hôm nay. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian ngồi để xem cái video clip của gia đình mỗi ngày. Chúc mọi người có một thật là nhiều sức khỏe, thật là nhiều niềm vui trong cuộc sống. Hẹn gặp lại mọi người vào ngày mai nha. Chào tạm biệt mọi người. Bye bye. Chào bye bye. Bye bye. Cái bàn bà cô chú. Bye bye. Cái nhìn lên ông bà cô chú. Bye bye bà cô chú. Mình có học rồi, mình đi học rồi. Bye bye bà cô chú. Nói lại là bà kêu kìa. Okay. Bye bye bà cô chú.